chỗ có ánh đèn màu đó không, âm thanh đùng đùng đó, bữa nay nghe tiếng gió nó dẫm cà lắc thấy hai cảnh nó ngược lại quá hả? Đi đâu cũng không bằng về Thiên Long Sơn. Đi chỗ náo nhiệt, về tới Thiên Long Sơn giống như là chụp được cái mền mà giữa mùa đông lên giường vậy đó. Ôi nó mừng. Ở trong đó có đoạn nữa là lấy đoạn này. Nó lạnh nó áo này vậy. Áo này nó đau tới 800 luôn mà. Sư phụ mới có tự cha mẹ bỡn là phải chờ sư phụ qua mở ấy hả? Mở cái đó kêu là gì? Mở mấy cái rap á. Cái gì nói trong mấy tháng 10 này nè. Cái gì sợ giống như khủng bố á, rồi bị kẹt máy bay. Nên bữa rượu mua tính là đi bển á, cái gì hôn lại để cho nó qua cái vụ mà chiến tranh Trung Đông á. Bữa nay Mỹ nó ra lệnh tấn công Iran á, sợ trong nước Mỹ nó khủng bố tất cả thị trường Mỹ ấy là mình kẹt á. Trên nói vậy chưa được đi, còn bên kia thì có từ mẹ thì càng thấy nó đẹp hơn, tốt hơn. Không có cái bức hình mẹ cũng đang ngự ở trong cái nhà đó rồi mà, ngự trong cái Thiên Long cung rồi mà. Tổng kết lại chuyến đi Nam Cali rất là thành công, mỹ mãn. Mấy gì và khen có một cái là đông người quá, cái sư phụ hơi khớp, có một chút xíu nghi ngờ mấy người lạ đó. Để trên có nói tự vì khi đầu thai xuống trần đó, họ có người khỏi trời không á, họ mới có cái sắc diện với cái phong thái đó, con hiểu không? Họ cũng có cái nhiệm vụ cũng như đời nhiều kiếp đi theo phò sư phụ. Hôm nay có duyên gặp lại ngoài đời vậy đó, cả người Mỹ như cả ông Trọt hay là mấy người Mỹ đồ vậy đó, với mấy người Việt Nam mê gà đồ cũng vậy. Gì có nói cái đó nó sẽ còn diễn biến, nó còn nhiều, tiếp tục sẽ xảy ra dài dài. Mỗi ngày nó có mỗi một chuyện action đó, phim nhiều tập. Đến khi nào thế giới bình an, quốc thái dân an, Đức Thầy xuất hiện. Bữa nay mình thấy Lý Khắc Cường bị kẹt. Mà Lý Khắc Cường lại là thân Mỹ. Mà cái những tướng lãnh của Trung Cộng lâu nay bị kẹt kẹt nhiều quá. Nó có lý do. Tại vì cái phe thân Mỹ nó không có ưa anh Tập, từ đó anh Tập triệt trước. Tại khi anh Tập mà dồn hết nỗ lực mà đánh Đài Loan á, thì cái phe thân Mỹ sẽ nổi loạn á. Mặt đời thì ta nhìn cái đó là người ta sai, nhưng mà nó lại là đúng. Còn những cái thế lực ngầm mà thân những cái người mà bị ẹt á, thì họ sẽ bắt đầu mạnh hơn nữa. Giống như giờ chữa lửa mà chữa bằng nước á, để cái lan rộng ra vậy đó. Sau này dân sẽ nổi loạn bên nước Trung Cộng.
Nhưng sư phụ, nếu mà Trung Quốc chia năm xẻ bảy á, là lúc đó là Trung Quốc sẽ nhiều vua từ mỗi vùng hay là chỉ cũng vẫn còn một vua mình? Cái năm xẻ bảy sư phụ biết không? Vậy có nghĩa là của Tây Tạng trở về nước Tây Tạng rồi, thành ra nó nhỏ lại. Của Tân Cương là Di Ngô Nhĩ trở về nước Tân Cương, nó đâu phải là nước Trung Cộng đâu, tại vì Trung Cộng đi thôn tính người ta mà. Rồi Mông Cổ là nước Mông Cổ, trở về Mông Cổ đúng không? À, thì nó chia ra năm sáu nước vậy đó. À, nước Tàu vẫn còn nhưng mà nhỏ lại. Còn chuyện Việt Nam thì nó đâu có Trung Cộng có chia hay Trung Cộng không chia, Việt Nam cũng phải thay đổi. Cái thế cờ ở Việt Nam đi đi khác hơn, Việt Nam cũng phải tự do thôi. Ngồi chơi chị. Dạ. Mấy con ở đây ngồi để nhường ghế cho mấy bên Việt Nam ta ngồi. Đừng quay mấy người Việt Nam nha. Dạ. Để cho họ đi vô phi trường quay cho bọn tối. Này quay lưu niệm ra không có bỏ YouTube được. Sao mấy anh chị Việt Nam qua thấy Mỹ làm sao? Vui không? Dạ, qua đây đi chủ mục đích là lên núi đây. Mục đích là lên gặp Phật thôi. Dạ. Gặp Thượng Đế với mẹ thôi. Thì gặp rồi đó, vô trong đó gặp rồi. Dạ. Thì Thiên Long Sơn nó vậy nè, cứ đi vòng vòng chơi đi, lên vòng vòng trên đó. Dạ. Chục rảnh thì cứ ở đây chơi ngồi ngoài đó cũng được. Ở Việt Nam anh chị ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn anh chị. Sài Gòn hả? Dạ, ở Sài Gòn. Sài Gòn bây giờ sao? Bữa giờ bán ế. Kinh tế hả anh chị? Anh nói kinh tế hả? À, tự vì cơ trời đi vậy mà. Đến ngày khi nào mà mấy đại ca hiểu được cơ trời như thế nào, hiểu được những lời của tiền nhân chặn trình nói như thế nào, thì lúc đó cái nước mình tự nhiên nó khả quan hơn, khởi sắc. Còn mấy ổng mà cứ giả bộ điếc thì đuôi câm luôn, không thèm nói, không thèm nghe, cũng không thèm để ý, mà mấy ổng cứ làm theo mấy ổng hoài thì dân cứ khổ hoài. Dân khổ tức là dòng họ mấy ổng khổ trước á, nó đi chung hết mà. Phải xuôi một chèo, cái đó đức thầy nói hoài, nước chưa xuôi chèo nên dân sẽ tiếp tục khổ. Việt Nam sắp sửa có một trận khổ lớn nữa là tôi mong liệu á. Sau khi Bác Trọng đi rồi, một người trẻ lên, mình biết là ai luôn á, rồi người đó sẽ làm cho dân càng khổ nữa, tức là khổ cộng khổ. Bây giờ mới có sơ khổ thôi, khởi đầu của cái khổ thôi, mà thấy như vậy rồi. Khổ đến khi nào mà gọi là giống như thời 542 á, đói mà đói như kiểu mà bắt vậy đó. Mấy đại điền chủ ngồi mặc áo ngồi đói bụng quá chết luôn, dân còn cái xương. Bây giờ chết lai rai đâu có gì đâu, ngày chết mấy nghìn người âm thầm lặng lẽ. Việt Nam thiếu tiền, thiếu tiền trả cho nhà thương, vô bệnh viện là về nhà chết âm thầm, thì chôn âm thầm chứ giờ làm gì giờ, báo đâu có lên. Rồi thiếu dinh dưỡng cũng chết. Con người của chúng ta mỗi ngày phải có vitamin A, D, B, C, D, rồi chất sắt rồi này nọ, nghèo quá rồi làm gì có vitamin. Người tiểu đường mà thấy cái chocolate, thấy cục kẹo, cục đường ngọt cũng phải ăn vô nữa, đường cộng đường thì cũng mau chết. Người học sinh mà thấy gạo của Trung Cộng á, mà gạo làm mà chất quá hộp á, nấu có chút thôi mà nở cái nồi ăn vô đi con. Khi mà con học giỏi chừng nào con thành tài rồi, chừng 40 tuổi rồi con cũng ẹt.
rồi cũng chết, đủ chịu chết. Một cái xã hội như vậy chỉ có thời nay thôi, là vì những người đó không có đủ phước á, không có đủ phước nghe tiếng nói từ thiên đình. Tiếng nói từ thiên đình không lẽ cha thượng đế phải la văn bản trên không gian mới chịu nghe, phải đưa cho thằng con này xuống mà nói tiếng Việt nữa. Vậy mà cũng không hiểu, tại vì con người bây giờ như robot rồi, giống như đồ đồng đồ đá gần thành như vậy rồi, khó hiểu lắm. Họ không có chịu hiểu, họ đợi cái ngày mai họ chết họ mới chịu chết, còn họ hiểu họ nhất định không hiểu. Hiện giờ nước Việt là vậy, khi nào mà nước Việt bắt đầu chịu hiểu rồi đó thì lúc đó ông trời cha đó bắt đầu mới thấy ở ngoan rồi đó, chứ còn ở đó mà chờ ai. Chẳng thôi mình thôi, cái đó là do cái ngã của mỗi chúng ta, ngã mạng cứng đầu lì lợm. Một bên á thì ma quỷ nó cho con cháu nó vô mặc áo vàng cạo tóc kéo về một bên, giống như trăm triệu người Việt Nam chăm họ, giống như đám gà vậy, gà đen gà đỏ gà tây gà tàu gà nhoi 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 nè. Cái ma quỷ thì nó lùa gà bên này, nó dụ dài dãi gì á, âm thanh dịu ngọt không, màu sắc âm thanh mới chạy ra nó. Còn bên đây mặc áo đời nói hey, thiên đàng bên này thế đâu có đâu, ông kia mặc áo vàng ông nói thiên đàng bên kia là đúng, còn anh không có mặc áo vàng anh nói thiên đàng bên này là sai. Thì cái chạy thật sự là vô cái máy sấy làm trà bông hết, máy sấy thịt hết, nhưng mà họ cũng vẫn chạy thế. Hiện bây giờ là vậy, nhưng mà trong đó là mai phước cũng có một số người còn nghe được, cái là 100 triệu người cũng được vài triệu nghe rồi theo họ thiên, rồi cũng có vài chục triệu á cũng theo họ thiên, nhưng mà theo cái dạng giống như là nửa tin nửa ngờ. Rồi Phật tử cũng vậy, bên công giáo cũng vậy. Còn khi nào mà nước xuôi một chèo có nghĩa là quốc ngoại, ở hải ngoại này 6 triệu người, quốc nội cùng xuôi một chèo, thì lúc đó sư phụ của Kiệt á, tức là Phật Di Lạc á, tức là Đức Thầy á, Đức Bình Phú Sổ á, ổng sẽ xuất hiện á, ổng không có chết. Mà chính phủ Việt Nam không bao giờ nói mấy chuyện này, nó ngộ vậy đó. Cái chuyện đại cực kỳ quan trọng mà ổng là tụi nó không có nói. Cả cái núi Cấm á, bữa hôm mình nói ta đã nói là 3 tiếng sấm nổ, ta xuất hiện mà nổ 2 tiếng rồi, nguyên mấy cái núi sập vậy mà không có cái đài nào dám lên hết, ngộ. Còn ngoài kia cái vài cục đất lở hay là con heo bị cán ngoài đường ấy, nó lên báo chí gần thì nhìn thấy hiểu xã hội vậy. Còn việc này cái gì cũng là thiệt hết, cái người ngồi đây cũng là con của thượng đế cũng thiệt, tại xưa trên không có cho, bây giờ cho thì mình nói cũng là 12 người con trai của thượng đế là thật, xuống trần thời nay để mà giúp nước Việt cũng là thật, 7 dòng hồ quang đều thật hết ở đây, mấy ông thầy lớn đều nhìn thấy mà. Rồi đi đâu cũng có cả mấy chục ông rồng hộ mệnh là có thiệt, ở đây mấy đệ tử thấy mấy ông thầy rồng hoài. Rồi bao nhiêu chuyện cái tai này để lên đó, ung thư cũng hết, bệnh gì cũng hết, à vậy mà họ cứ dẫn cho tính là xác phàm được, hồn của chúng ta đều là cõi trời. Lên trên đó Kiệt nhỏ xíu tuổi, là khoảng 12-13 tuổi, một thái tử của trời mà con của cha, mà có mấy ông anh thì lớn tuổi hơn, nhìn thấy hình Phật mẫu á, khoảng 30 mấy tuổi đúng không, 30 tuổi mẹ đó, hình mẹ đó, thì thằng con này thì chừng 10 mấy tuổi thôi, nhưng mà 10 mấy tuổi trời là bằng mấy trăm nghìn tuổi thế gian rồi. Tại vì ở trển một khắc á, là bằng 100 năm ở đây. Một cái xích na đó, tức là trên trời không có thời gian, một cái niệm thôi thì là xuống đây là một kiếp người. Thì trái đất mình cảm thấy lâu, chứ thật sự trên kia không có lâu. Ngô Tấn Kiệt, Thiên Tấn Kiệt, bây giờ chỉ có cái đạo Thiên Tâm á, là một cái đạo thời mới, có nghĩa là phải thực hành thật, phải
đời cho làm cho có gia đúng đời, phải không? Đáng cái đời. Con đạo đúng đạo sửa trong tâm, chứ không phải sửa bằng cái áo chàng hay là sửa cà gù cà gật bị mấy ông thầy dụ, đó không có đúng. Mà cái tâm đâu có sửa. Nên xuống đây nhiều cái đắng cay chua chát cuộc đời. Nhân loại thời nay đang trong cái thời sàng lọc 10 chết 7 còn 3. Hồi 5 năm trước mình nói rồi, chiến tranh khởi xướng từ Trung Đông lan qua tới Trung Quốc, Tàu. Bây giờ thấy gần giống chưa? Giờ mấy, bữa nay máy bay nó lên quá trời. Bữa mình nói là thằng Do Thái nhất định phải đánh lại răng. Tự gì không đánh là không được. Cơ trời mà, đi phải đi cho đúng. Rồi sau đó Trung Cộng 95 sẽ 7, nước Việt mình sẽ có một nước Việt mới. Sẽ có một cái thể chế mới, tự do mới. Và thể chế nào thì kinh sám của Đức Thầy có nói. Thể chế nào cũng không có áp dụng được cho một cái nước mà bị chia cắt nhiều quá. Cộng sản quốc gia, quốc nội, hải ngoại. Rồi mấy đứa nhỏ này nè, sống bên Việt Nam bị nhồi sọ quá. Nó nhìn cái cờ đỏ sao vàng của Phúc Kiến á, ghét thì cũng tưởng là cờ Việt Nam là cũng không đúng. Rồi nó ghét đó là cờ vàng ba sọc đỏ. Mà giờ kêu đem cái cờ vàng ba sọc đỏ thì cũng không đúng. Cho nên cả hai lá cờ sẽ không có áp dụng được. Thì mà sau này sẽ có lá cờ mới. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là trước 75. Mà muốn mà lấy chocolate với coca mà đem vô Việt Nam liền ngay lúc này á thì phải tạm thời, phải không? Trước khi mình thống nhất, trước khi mình hội vô lão lại, mình thống nhất thì nó sẽ tạm thời. Thế là chuyện nói sao nó sẽ diễn ảnh y như vậy đó. Rồi cái tuổi trẻ 18 tới 45 là cục trụ của quốc gia đó. Sẽ chọn một cái gì mình thích. Đây là tương lai của tụi nó mà. Cỡ như mình đâu còn bao nhiêu, chỉ là đứng sau lưng thôi. Rồi lúc đó chẳng lẽ mấy người mà trước 75 về mà trả thù bắt người ta học tập cái tạo nữa, cũng không đúng. Tại vì người ta đẻ con ra rễ má râu ri ông nội tôi làm sai, ba tôi làm sai, tôi đâu có làm sai, tôi đâu có tội gì, tôi cũng là con người đúng không? Cho nên trên mới cho con của cha xuống trần, vừa từ bi, một tay cầm mỏ, một tay cầm kiếm. Thằng nào vô nghị thì mình tính theo kiếm, người nào hiền thì mình đổ bằng cái mỏ, bong bong bong. A Di Đà Phật. Thì chỉ có cái thời đại này mới có chuyện lạ này. Chứ giờ cha cho Thiên Tấn Kiệt này mặc áo cạo tóc giống như anh này mặc áo vàng thì nó cứ như cái triệu măng này áo vàng rồi đổ được ai? Rồi làm sao mà điều hành quốc gia? Phải cho một người như vậy nào có bi chí dũng, vừa từ bi mà vừa bắt đầu làm lợi một nước Việt mới hùng cường giàu mạnh, đem với mặt rồi vô không? Mấy ông bạn mình ở lớp mất bạn mình mới, mấy in theo rồi đây là bạn mình hết, mới kiểu như vậy đó. Nhưng mà có một cái là người Việt Nam cái trình độ thấp quá. Mấy đứa nhỏ này nó hỏi đây là còn quả mai nó hiểu, còn những đứa nhỏ bên Việt Nam nó ăn chơi không à? Tại sao cái xã hội bây giờ hỏi mà đá banh á là hoa qua đường? Có những đứa con gái mà giống như nó vui quá, nó quên cái thể diện á, không mặc gì luôn, lên không đa chạy nữa. Là về cái chế độ tạo ra những cái nguồn vui thác loạn như vậy để cho đánh lừa đi. Đây là tự do, nhưng mà tự do trong sự độc ác, sự kiềm chế, chứ không phải tự do trong sự giàu có hạnh phúc. Nó hai cái tự do thác loạn mất đạo đức. Sau này từ từ những đứa nhỏ nó nghe mấy cái này nó sẽ hiểu. Mà nước Việt tự do trong sự độc ác kiềm chế, mày cứ tự do trong cái sự mất đạo đức đi. Mà cái đạo đức đâu có đưa dân tộc lên giàu có hùng mạnh được. Tự do như kiểu này nè, vừa đạo đức mà vừa lấy con chip. Để mà như Đài Loan vậy á, TMC vậy đó, nó chỉ còn 100.000 người thôi, nó bằng nước mình 30-40 triệu người, làm ruộng rồi làm đủ nghề hết, rồi trồng trái cây. Bữa nào chú Thòn ít thích ăn sầu riêng thì ăn, không thích dẹp bên
cái chục chiếc xe dục rác, thích ăn dưa hấu á thì ăn, không ăn á đổ rác. Có phải là đi làm giống như nô lệ không? Phải lệ thuộc người ta. Ôi da, thật là tội nghiệp. Nói hoài nó không hết cái vụ này. Rồi trong những ngày kế tiếp là nghe, Việt Nam sẽ chết đói.